kỳ vậy ta? Sao mờ vậy ta? Trời, hôm nay cái lô túi, hello mấy chị. Hôm nay cái lô túi về đẹp quá mấy chị ơi, thiệt. Mà thiệt muốn like sớm mà mấy chị biết sao? Mới làm tóc mở xong mấy chị thấy em còn đỏ. Không kịp thay đồ, không kịp gì luôn. Thiệt cái con người nó ham tiền hơn á, ham cái mạng em luôn. Đi qua bên đó chưa Tiên? Mới vừa làm tóc mở xong, chỉ kịp thay đồ thôi, không có kịp làm gì hết trơn. Hôm nay cái lô túi ví nam, túi nữ, mắt kính về, em nói dùng từ là tuyệt vời luôn. Hôm nay là cái lô này về, dùng từ sao ta? Quá ưng ý hơn cái lô cách đây một tuần nữa mấy chị. Nhưng mà chắc là lô đây là lô cuối cùng. Nó thông báo với em là lô đây là lô cuối cùng nha mấy chị. Lô túi ngày hôm nay là lô cuối cùng của cái mặt hàng này. Cho nên là chị nào hồi bữa chưa chốt kịp thì hôm nay ráng chốt giùm cho em nha anh. Đưa đồ ở đây cho em nè. Hello chị Thảo. Bữa giờ mấy chị chưa chốt kịp cái lô này thì hôm nay chốt giùm em. Hôm nay có những cái túi đeo chéo hơi bị đẹp nha. Hôm nay có những cái túi đeo chéo rất là đẹp nha mấy chị nha, đẹp lắm. Cảm ơn chị Ren Nguyễn chia sẻ bài viết nè. Cảm ơn mấy chị nha. Rồi bây giờ lên cho mấy chị nè. Lên. Đây. Em kêu thằng giao đồ chị. Em giao kêu. Đó liên lạc. Ha. Lên Bắc Hải để chị đi công việc này. Lên Bắc Hải hả chị? Anh gọi cho Diễm lên Bắc Hải giao hàng giùm cho chị biết nghe nha. Trời ơi, hôm nay mà em đưa túi cho mấy chị nhìn là mấy chị ghiền. Ghiền mê tơi luôn. Cái này là cô đưa. Cái này là túi này là 150.000 hả chị? Nhưng mà cái này là ví cầm tay. Hàng thằng này của Gucci. Đó. Thì bây giờ bán cho những chị mở hàng đầu like cho em bán cho mấy chị 120.000 túi này. Chị nào chốt túi này 120.000 bán đầu like cho mấy chị có chia sẻ livestream. Chiều mới bán đồ chị Cát Tường hôm nay. Biết sao lô đồ si giờ ra kia nói chuyện không? Lô đồ si giờ là em, tụi em phải chụp liền. Không chụp liền là không bao giờ có hàng đẹp mấy chị. Cái túi này nè mấy chị ơi, cái túi này là của thằng Gucci. Túi này mấy chị có thể đựng cà phê zip, hoặc là đựng chứng minh, hoặc là đựng tiền. Đó, nói chung là nó rất là tiện. Nhưng mà nó chỉ có 150, em sẽ bán đầu like cho mấy chị có chia sẻ là 120 túi Gucci này. Nói tụi nó chạy đi, hai bill đó đi để em bù ship cho nha. Bù ship cho. Rồi. Mấy chị muốn em lên kính trước hay túi trước? Ví nam hôm nay cũng nhiều cực kỳ nha. Ví nam hôm nay cũng rất là nhiều. Rồi bây giờ lên cái túi đầu like cho mấy chị. Túi này là 500.000. 500.000 túi này nha quý vị nha. 500.000 túi đeo chéo này. Mấy chị có thể đeo này, mấy chị có thể cầm tay. Tháo hai bên này ra, mấy chị cầm tay cho em. Cầm tay giống như đi tiền kìa. Nhưng mà rất là mềm. Túi 500.000 à, túi này bán cho mấy chị 500.000. Đây mấy chị ơi, hàng này là hàng xuyên Nhật mới 99,9 tới 100%. Da rất là mềm nha. Nè, một là mấy chị cầm tay, một là mấy chị có thể cầm tay như thế này. À, túi này thì có đúng một cái. Một là mấy chị cầm tay, đây bên này, cột vô cầm tay. Hai là mấy chị đeo xem, mấy chị đeo như thế nào cũng được. Túi này 500.000 bán đầu like. Đeo đi làm gì hả? À, làm gì gái hả? Đừng hỏi em trả lời nó thiếu tế nhị lắm chị. Đây là mấy chị, cái này mấy chị có thể đeo thành cái túi xéo. Túi này mấy chị có thể đeo thành cái túi xéo được nha. Cái túi đeo xéo nhưng mà túi này đầu like 500 cho mấy chị. 500.000 túi này có một cái. Chị nào bữa chưa chốt túi này thì hôm nay chốt lên giùm cho em túi này nha. Hôm nay chốt lên giùm cho em túi này. Chị ơi, da mềm lắm mấy chị ơi, da cực kỳ mềm luôn. Da rất là thích. Có dây bên, có cầm tay cho mấy chị luôn nè. Cái này có cầm tay cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào chốt túi này chốt lên giùm cho em 500.000 túi đầu tiên. 500.000 túi đầu tiên mà da rất là mềm. Da cực kỳ mềm ha. Rồi tiếp tục túi thứ hai. Túi này bán cho mấy chị 300.000 túi đinh.
300.000 nhưng mà da rất là mềm nha. Túi đinh 300.000. Chị nào chốt túi đinh 300.000 da dẻo chốt lên giùm em túi đinh da dẻo. Túi này có thể khi mấy chị còng tay mấy chị đi đám cưới cũng được, hoặc là mấy chị đeo xéo cũng được. Túi này 300.000 cho mấy chị. Chị nào chốt túi này thì chốt lên giùm em nha. Túi này ở trong đây nó rất là nhiều ngăn mấy chị. Ngăn rất là nhiều. Rồi chị nào chốt túi 300 túi đinh chốt lên giùm em. Cái này là hàng si nhật nha mấy chị. Túi đinh mấy chị cho giùm em nút chia sẻ với mấy chị ơi. Rồi, bữa nay bị mắc phong long rồi. Thôi xong rồi. Xong rồi lượm ơi. Túi này là một dạng túi nhỏ. Túi này là 450 ngàn. Túi này 450 nha mấy chị. Túi này 450, túi này có dây kéo nè. Túi này hàng si, túi nhỏ. Nè, ở trong nó có một cái dây đeo nhỏ cho mấy chị là dây đeo ngang vai á mấy chị. Còn cái này là dây đeo chéo. À, túi này 450, túi này có dây kéo. Ở sau này cũng có một cái dây kéo nữa nè mấy chị. Ở trên này có dây kéo không có nắp nha. Cái này là giả thôi. Đó, chia sẻ một nồi các con gái. Túi này mấy chị đeo chéo. Nói chung là túi này mấy chị đi lấy hàng hay đi đâu đeo ở trong rất là tiện. Nhưng mà cái chính thức đó là da rất là mềm. Ồ, còn tới mấy tháng nữa để mà nó kêu tranh thủ ăn màu đẻ kìa. Túi này 450 ngàn. Chị nào chốt túi này 450 nhưng mà chị ơi da rất là mềm. Da mềm cực kỳ luôn ha. Đó. Trời ơi. Nãy làm tóc mỡ xong giờ lên làm nổi luôn. Anh xuống dưới chơi với anh Tư. Túi đó. Túi đó nó đã lắm. Mới làm mười mấy ký tóc mỡ xong giờ lòi le. Tiếp tục với chị túi 500 ngàn. Túi ISL, túi này có một cái. Nhưng mà da y chang cái túi của Trang đeo hồi bữa 1 triệu mấy nha. Y chang đây mấy chị. Đây ha, túi này là 500 ngàn ISL. ISL túi này. Túi này cũng có thể là cầm tay không. Tháo dây có thể là cầm tay không. Đeo cưới. Khi mà đeo dây vô có thể đeo chéo. Và nó còn có một cái dây nhỏ nữa hay sao mấy chị. Túi đẹp mua đi. Ê, tao chuyển khoản mà nhận được chị chưa Phương. Đây, có một cái dây này nè là có thể cầm tay. Túi ISL này là 500 ngàn. 500 ngàn túi này. 500 ngàn túi này mấy chị ơi. Mấy chị cầm 500 ngàn mấy chị không bao giờ mua được cái túi mà da mềm và êm như thế này đâu. Đó thôi, thở không nổi. Áo dây chị còn không, áo dây nào không. Đây nè mấy chị, có một cái ISL này thôi. Nếu mấy chị không thích đeo dây này tháo ra, nó có một cái dây cầm tay nhỏ. Nếu mấy chị thích để dày thì để đeo chéo cũng được. Còn nếu mấy chị còn không thích nữa thì nó có một cái cọng dây để đeo trên vai. Còn nếu mấy chị không thích nữa thì cầm không gì để đi đám cưới. 500 ngàn ISL. Da rất là mềm và êm nha. Da mềm mịn rất là êm luôn. ISL 500. Comment giùm em ISL 500 quý vị ơi. Túi này là hồi bữa trước em có bán không cỡ 3-4 cái thì hôm nay sót kho một cái. Comment giùm em Gucci giúp giáp 500. Gucci giúp giáp 500 ngàn túi này nha. Gucci giúp giáp 500 ngàn túi này. Chị nào chốt túi này thì chốt lên giùm em. Trời ơi, giờ không thích túi lẻ lẻ đúng không? Giờ bán túi mắc mắc. Giờ không thích túi lẻ lẻ, giờ bán túi mắc mắc. Không thích túi lẻ lẻ, bán túi mắc mắc. Không thích túi mắc mắc nữa, bán qua túi nam nha mấy chị. 300 ngàn một cái ví nam. 300. Ví nam 300 ngàn một cái ví nam. Đây cho mấy chị coi, ví này mấy chị mua tặng chồng là hơi bị sung sướng và đẹp. Nói chung là ví, nếu mà nói về độ da thì nó rất là mềm. Túi này là túi vừa sát. Túi vừa sát. Tình hình không ổn. Cái mẹ đó. Đây nè mấy chị, đây là túi vừa sát nam. Nhưng mà túi này chồng mấy chị đựng trong cái túi quần sau nó rất là gọn. Thứ nhất nó mềm dẻo. Thứ hai nó mịn. Thứ ba là mua túi đi làm ăn rất là ngon. Mua túi tặng chồng đi vừa sát. Vừa sát comment giùm em vừa sát mã 1 nha. Em phân mã cho mấy chị nè. Vừa sát mã 1. Bớt rên giùm cái Phương ơi. Túi này là túi mã 2. Túi này là túi Levis. Túi này là hàng si da thì kín ngóc nè mấy chị. Túi này là Levis. Rồi chị nào chốt cái Levis này chốt lên giùm em. Túi này bao đốt cho mấy chị nha. 300 ngàn Levis mã 2. Mã 1 nè. Mã 2 nè. Lên tiếp một cái mã 3 túi nam. Bữa nay like không ổn rồi. Hàng này là em về em đưa lên là hết đưa lên.
điều rồi. Túi thứ ba là túi có miếng mạ vàng nè. Đây là mà túi túi đây là ví nam. Cho một cái mã một của khủng long bé nhỏ nè. Dạ ok, khủng long bé nhỏ. Túi mã ba là có mạ vàng nha mấy chị nha. Túi mã ba có mạ vàng. Trời ơi, không, hàng này mới trong phần trong, Kỳ Anh mua về ổng cũng có biết hàng si Kỳ Anh. Mở hàng cho khủng long bé nhỏ 300 ví mã 1. Em có mua về ổng cũng có biết hàng này đâu. Em có mua về ổng cũng không biết số hàng si. Lon Lê Võ này là ở quận 4 hả? Nè anh ghi em em. Mua xì chắc chắc 500. Trời ơi túi này mà chị Lan Lê Võ cầm vô chỗ nó xuống tê đít luôn. Xuống tê đít nha. Mã 1, mã 2, mã 3. Rồi mã 1 vẫn còn nha, và sao? Cái mã này là mã Eco rồi mấy chị. Mã này là mã Eco, Eco chữ nổi nha. 300, mã 4 Eco chữ nổi. Mã 5 là túi đứng. Mã 5 là túi ví nam đứng. Cái này là em thấy thường thường là cái ví nam đứng thì thường thường là mấy anh công chức hay dùng. Đây là ví nam đứng. À, mã đây là mã số 5. Mã 5, nhưng mà mới 100%. Mã 5 là mã ví, ví đứng nha mấy chị. Ví đứng là mã 5. Chị nào chưa chốt mã 5 chốt lên giùm em ví nam. Mã 6 là ba ly, nhưng mà mã 6 da rất là mềm. Mã 6 là ba ly. Ba ly này rất là đơn giản và sang trọng. À, nói chung là hàng này qua em tuyển hết rồi mấy chị yên tâm. Một cái mã Lê Bích Sâm. Lê Bích Sâm thì hồi giờ em chưa thấy nha, Lê Bích Sâm. Mấy chị ơi bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị chứ. Trưa nay like, trưa nay like túi xe gì về là chết rồi. Hàng si mà giờ like vậy là đi đứng đường rồi. Chưa lên túi đeo chéo Kiều Nguyễn ơi. Tiếp tục nha mấy chị nha. 567. Mã số 8. Mã số 8 nè mấy chị. Coi giùm em mã số 8 ví nam nha. Nhưng mà da thiệt chứ không phải là da tào lao như hàng mà người ta sắp bán vàng hoặc là hàng shop đâu mấy chị. Hàng shop người ta không có bán cái hàng si nhật mới này đâu. À, mã số 8. Mã số 8. Mã số 8. Mã số 9 là một cái hàng trơn bóng. Đây là mã số 9 nè. Mã số 9 là hàng trơn bóng nha. Cứ 300 ngàn một cái mấy chị. Còn cái này là mã số 10 là túi đứng nam. Túi đứng nam mã số 10. Chị nào chốt mã số 10 túi đứng nam thì chốt lên giùm em. Còn nữa. Rồi bây giờ mấy chị ôm túi đeo chéo đúng không? Lên túi đeo chéo cho mấy chị. Lên túi đeo chéo đầu tiên cho mấy chị nha. Mã mấy? Tròn thanh cho chị, em lựa cho chị nha. Em lựa cho chị cái ví nam cho. Em lựa cho chị tròn thanh cái ví nam này nè. Đẹp lắm chị ơi nè. Eco nè, thằng của Eco nè. Ở trong cũng đẹp nè chị, chữ nổi nè. Tròn thanh 300. Đây lên cái này đầu tiên cho mấy chị 600 ngàn. 600 ngàn da thiệt hàng si mới 99-100% nha. Túi đầu tiên cho mấy chị, túi này 600. 600 ngàn túi này. Chị nào chưa chốt túi đeo chéo này thì chốt lên giùm em 600 ngàn. 600 ngàn túi này nha mấy chị nha. Em nói với mấy chị rồi, tiền nào của đó. À, 600 ngàn túi đầu tiên. Chị nào chốt túi này chốt lên giùm cho em 600 ngàn. Về da, về dây kéo, về mẫu mã, cực kỳ gọn đẹp, đơn giản, cực kỳ gọn đẹp. Mới 99-100% mấy chị coi nè. Mấy chị coi trực tiếp like nè. Rất là đẹp. 600 ngàn túi đeo chéo này. Chị nào chốt túi đeo chéo đầu tiên chốt lên giùm em 600 ngàn. 600 ngàn túi đeo chéo đầu tiên nha mấy chị nha. 600. Túi đeo chéo đầu tiên mấy chị. Chị lấy mã 9, chị Trần Thanh lấy mã 9 anh ơi. Mã 9 là mã trơn nè. Nè đổ lại cho chị Trần Thanh mã 9 nè. Rồi mã 9 hết nha mấy chị nha.
ra chú ai hỏi lần nữa. Mã 6 hả chị? Mã 6. Mã 6 của là thằng Bali chị. Mã 6 là một cái nha mã mềm. Mã mềm trơ có in cái chữ Bali. Đây là mã 6 chứ. Đơn giản mà rất là đẹp. Nếu chị cầm cái mã này trên tay là chị rất là ghiền. Tại vì sao? Tại vì cái kiểu ví của nó rất là sang chảnh, dầm da mềm. À, em đã lựa qua rồi cho nên mấy chị yên tâm. Em có cái mã bán cho mấy chị 1,2 triệu. Em có một cái mã bán cho mấy chị 1,2 triệu chính thức là da thiệt mấy chị. Cái mã này 1,2 triệu em nói thiệt với mấy chị là đứt đám đồng tiền mã này. Cái mã này mấy chị chỉ 1,2 triệu mấy chị chỉ cầm vô cái mã thôi, cầm vô cái da thôi là mấy chị từ ghiền tới bị thương cái mã này. Rất là đẹp luôn mấy chị, 1,2 triệu mã này. Chị nào chốt mã bò này 1,2 triệu chốt giùm em. Hàng này quá ưu xuất sắc. Hàng này xuất sắc cực kỳ. Cái này có một cái mấy chị đi cũng không có hàng để đụng hàng. Mã này 1,2 triệu mấy chị. Mã này mấy chị mua đi 10 năm chia ra 1 năm có nhiêu tiền á. 1,2 triệu mã này nha. Mã này 1,2 triệu. Mã 6 của chị Nhã Lan. Nhã Lan inbox cho em địa chỉ 300.000 mã 6. Chị Lan inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Bên em không có gọi điện chốt hàng. Để bao mấy chị 600.000 mã bò. Có một cái thôi. Muốn nữa cũng không bao giờ có nha. 600.000 mã bò mấy chị ơi. Có một cái thôi quý vị ơi. Có một cái mấy chị muốn dây dài nó có dây dài nha. Đúng một cái mã 6 mã bò. Chị nào chốt mã 6 mã bò 600.000 mã bò. À, con em á. Gửi cho thằng con 5 kg cái cơm ơi. À, 6 kg cũng được. Còn có gửi gì nữa. Quá trời người là các con phải kêu má gửi vô tên đó mấy chị. Comment giùm em mã bò túi đeo chéo 600. Mã bò túi đeo chéo 600. 600 túi đeo chéo mã bò. Chắc đi đứng đường luôn quá mấy chị ơi. Chết. Chết. Bán cái túi này cho mấy chị 350.000. 350.000 túi vừa sắp. 350.000 túi này nha. Túi này là da, là giống như là da nhựa. Không phải nhựa mà nó là một cái chất giống như là, em không biết chất gì nhưng mà nó là không phải là da mềm. Nói trước cho mấy chị luôn nha. Cái này mấy chị cầm tay được. Mấy chị đeo chéo được. Mấy chị đeo vai được. Túi này 350.000. Chị nào chốt túi này chốt lên giùm em. Túi này 350. 350.000 túi này vẫn là 2.000 bình thường nha mấy chị nha. Vừa shop. Vừa shop 350. Chị nào chốt vừa shop 350 chốt lên giùm cho em vừa shop 350. 350 vừa shop mấy chị ha. Tối like đồ thường nha, không có like đồ sale chị mày. Tiếp tục quý vị ơi, đây là một cái túi da mềm 350 của Lan Anh Ngờ. Đây là một cái túi da rất là mềm mấy chị. Túi này 500. Nè mấy chị à, túi này nó đơn giản nhưng mà tại sao em lấy? Tại vì cái da nó tuyệt vời đẹp. Cái da tuyệt vời đẹp mà ở trong này nó cũng đẹp. Ở trong này khi mấy chị mở ra nó đựng được rất là nhiều đồ. Nhưng mà da nó mềm lắm. Mấy chị nhìn ở ngoài nó cực kỳ xuất sắc. Túi này 500.000 đỏ đô. Chị này chốt 500.000 đỏ đô. Chốt dùm cho em 500.000 đỏ đô. Túi này 500.000, comment giùm em Gucci dây đỏ, dây đeo đỏ. Gucci dây đeo đỏ 500.000. Chị nào chưa chốt Gucci dây đeo đỏ chốt lên giùm em Gucci dây đeo đỏ nha mấy chị nha. Gucci này có tổng cộng là 2 ngăn mấy chị, 2 ngăn. Gucci da rất là mềm, da tắt bằng tất cả những cái loại nãy giờ mấy chị mua. Gucci dây đỏ, comment giùm em Gucci dây đỏ 500.000. Có một cái túi da thiệt. Lấy chị Nguyệt Thu 2 kg chả cá. Với gì nữa, 2 hũ cá cơm.
rồi em lấy một bịch nem nướng, em bỏ vô cái bịch rồi em mắm với lại ít bánh giòn tan cho chị Thu đây đi, rồi ra đi đi đi, hai đứa đó cho chị Thu chờ. Ơi ơi ơi, hai đứa đúng rồi, hai hai một bịch nó hai miếng là một ký là phải lấy hai cái 500 luôn nè. Nè đưa về đó, cộng vô thêm cái túi này cho chị Nguyệt Thu 500 luôn nè. Rồi cộng túi này cho chị Nguyệt Thu 500 luôn. Trong một bịch đó vậy là một ký đó. Hai miếng đúng rồi. Có chị Phương Rô chờ em một chút. Đưa đưa cái, cái túi của chị Nguyệt. Nhớ cộng thêm vô cho chị Nguyệt Thu 500. Chị Nhã Lan ơi, bên em không có điện thoại chụp hàng đâu nha chị. Chị Lan ơi, bên em không điện thoại chúc hàng, inbox giùm. Mà dậy ăn không lên kêu vậy? Không có gì đâu. Bán cái túi thằng Si 500. Cộng 500 vô nghe lại. Cộng 500 trên bill luôn. Bán cái túi thằng Si 500. Giờ nó chạy đi củ chi với hóc môn. Nó chạy đi củ chi với một còn một cái bill hóc môn của chị. Chị Lan Lan gì mà ở sát bên Long An nữa. Túi này là túi hàng độc nè mấy chị. Có túi đeo ngang hông không chị? Có túi đeo chéo hoặc không có túi đeo ngang hông? Không có túi đeo ngang, chỉ có túi đeo chéo thôi chị ha. Em thấy chị comment lúc túi đỏ là sao? Từ từ nha. Chị Thu ơi, chị lấy cái túi đỏ hay là ta lấy cái túi Gucci dây đỏ? Chị Thu ơi, chị lấy cái túi Gucci dây đỏ hay là chị tôi lấy cái túi màu đỏ đô chị Thu? Ủa chị giờ không ai nhận sao đi được chị? Anh gọi cho chị Thu thử, giờ không đi được chừng nào đi nữa. Gọi cho chị Thu thử. Anh có số chị Thu không? Ở bên này nó hơi bị bạc rồi chị hơi nhẹ thôi. Mở bên trong túi vào, cái túi này đi sang quá trời. Bên trong này chị. Nhưng mà cái túi này nó da xịn nha chị nghe. Cái túi này da xịn thiệt luôn á. Túi này đúng hành động. Túi này thì lâu lâu có một cái thôi. Chứ muốn có nữa cũng không có. Túi này chị đi đẹp. Chị ơi, chị Thu lấy cái giỏ, hỏi chị Thu lấy cái giỏ đỏ hay là giỏ đen ngu xì luôn. À, người Thu lấy cái giỏ đỏ này nè, anh không phải giỏ đó. À, Ngô Lệ chụp qua cho em ơi. Dạ. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Em lên hai cái túi này nha chị này cho mấy chị. Cái túi hồi nãy là túi lớn, đỏ, đỏ đô của chị Nguyệt Thu nè anh. Đây nè anh, đây nè. Hai cái túi hồi nãy, cái túi hồi nãy là 1.2 triệu. Thì hai cái túi này là 1 triệu nè mấy chị. Hai cái túi dễ da tiền này là 1 triệu nè. Túi được điện thoại hoặc là túi đi hàng ngày, hai túi này đều là 1 triệu nha mấy chị. 1 triệu túi này, 1 triệu túi vàng bò. Hai túi này là mấy chị nhìn túi không là mấy chị ghiền, cầm vô cái túi sướng cực kỳ nha. Hai cái túi này mấy chị đụng vô là mấy chị sướng tê đi. Một cái túi đen và một cái túi vàng bò mấy chị à. Em nếu mà em đoán không lầm là hai cái túi này, để em coi thử nha. Đây nè mấy chị, coi giùm em nè. Dùng từ diễn tả sao cái da nó không. Nói chung là da thiệt á, đại khái vậy á. Mình nói chung vậy đi. Đỏ đô. Hay ha, Thái Huyền Màn Cửa hay ha. Biết còn em đỏ đô luôn. Tại vì bên chị mới vừa xong là mới đọc luôn á thôi. Thái Huyền Màn Cửa. Túi này 1 triệu nha mấy chị. Túi màu bò là 1 triệu. 1 triệu túi màu bò. Hoặc là 1 triệu túi màu đen. Túi này là da thiệt nhưng mà hầu như mới. Cái này mới nè, mới toan luôn. Mới tới 99,99% lận mấy chị. Túi tôm mì đeo chéo. Chị nào chưa có tôm mì đeo chéo, túi đeo chéo như thế này nè.
Chị nào có túi đeo, chưa có tiếng túi đeo chéo này thì chốt lên nhà men. Chưa có túi đeo chéo này chốt lên nhà men nha. 600 ngàn mà chị ạ. 600. Hôm nay Lan túi bị thất thu rồi. Thất thu rồi. Hôm nay Lan túi bị mắc phong long rồi mấy chị ơi. Bị mắc sao chàng hãng à. Rồi có một cái túi màu bò đậm. Đây. Túi màu bò đậm 600. Bò đậm 600 mấy chị ơi. Chị nào chưa chốt bò đậm 600 chốt lên giùm em bò đậm 600. 600 bò đậm. Em có một cái túi. Túi này là 1.4 triệu mấy chị, có một cái là thằng này hàng xịn nha. Túi này 1.4 triệu. 1.4 triệu túi này hàng xịn nha. Hàng này giống của đợt trước Trang lấy nè. Hàng này giống y chang đợt trước Trang lấy. Túi này là 1.4 triệu. Chị nào chốt túi 1.4 triệu chốt lên giùm cho em túi 1.4 triệu da xịn bao đốt cho mấy chị nha. Đấy 1.4 triệu. Sao có đi biểu chuyện được thu được không? Ừ thì bà nói vậy đi, bà làm gì? Bà làm nhỏ chuẩn bị. Cái túi thì để đi sao? Còn tại cái tiền bà để ra ngoài nhà thì cái tiền. Ấy là sợ tại vì điên lần luôn, để cái túi đó lại chưa? 1.4 triệu túi này. Lỡ lên dòng cao cấp cho lên luôn nha mấy chị. Túi này là 1.4 triệu luôn nè mấy chị. 1.4 triệu nhưng mà có một cái thôi. Túi này 1.4 triệu mà chị nè, xịn sò bút đi chị ơi. 1.4 triệu túi này. Nhưng mà túi này em nên nghĩ là mấy chị nên lấy để dành. Để dành đi tìm 1.4 triệu túi này. Mấy chị ơi, 1.4 triệu nó có đứt đáng đồng tiền của 1.4 triệu mấy chị. 1.4 triệu nó đứt đáng đồng tiền của 1.4 triệu nha. Để em coi cách gỡ sao, nãy sao nó gỡ đây. 1.4 triệu nó có đứt đáng đồng tiền của 1.4 triệu quý vị ơi. Trời ơi, sướng quá, nhìn cái túi thì không cũng sướng nữa. Nhìn cái túi với cái khuyên không mấy chị cũng sướng nữa mấy chị. Đây, mở cái này lên. Mở cái này lên. Bọc cái này xuống. 1.4 triệu túi này. Nhưng mà túi này nó không có phải là mềm giống như da túi 1.4 triệu kia. À, túi này 1.4 triệu nè. Rồi 1.4 triệu túi này. Xuất sắc mấy chị. Túi này 1.4 triệu nha. Chị nào chốt túi 1.4 triệu chốt giùm cho em. Gọi điện xin địa chỉ hay sao? Điện của máy đâu. Đây, em đọc cho. Anh bấm đi.
0765. Nhắn cho bà đúng không? Không, bọn người nhắn trên fanpage luôn nè. 0765. Không sáu bảy. 992. Đó, em mới cho lên đó, chị thấy không chị? Của Mai Phương á. Cái này là Gucci chữ hình chữ nhật đó chị ơi. Gucci hình chữ nhật. Chị nào chốt Gucci hình chữ nhật chốt lên giùm em 5 xì. Em có một cái túi giống như là đỏ đô ha, mà nó là màu đen. Nhưng mà túi này chắc lắm. 500 túi này mấy chị làm công sở, công chức có quyền người ta nói mệt nghỉ lắm. Túi này đi bánh ghen được luôn nha mấy chị. Hơi bị chắc nha, hàng da mềm cực kỳ ha. 5 xì. 5 xì. Gucci vuông bữa nay em có tổng cộng 2 cái. Ôi, hai cái Gucci vuông này dích chắc nó khác nhau nha mấy chị nha. Hai cái Gucci vuông này dích chắc nó khác nhau nha. Đó, Gucci vuông ô vuông nhỏ nè. 5 xì. Cái này là ISL nè. Cái này ISL có chùm râu nè mấy chị. 5 xì. 5 xì ISL có chùm râu. Túi này 4 xì rưỡi. Túi này 4 xì rưỡi mấy chị ơi. 4 xì rưỡi túi này. À, chị nào chốt túi này 4 xì rưỡi chốt giùm cho em ISL. Túi da mềm, dẻo. Bên đây là sọc, bên đây là caro. Túi ở đây có tổng cộng, để coi, một ngăn lớn, nếu không thích đeo đó thì có thể đeo ngang bên nách cũng được nha. Nếu không thích đó thì có thể đeo ngang bên nách cũng được. Túi này là 450.000. 450.000 túi này nha mấy chị nha. $450 comment giùm em IHL sọc với lại ô vuông. 450. IHL này em có 2 cái nè. Mình có 2 cái, mình cũng biết mình có 2 cái nữa. Mấy chị yên tâm, sau bữa bán này em đi làm đĩ luôn đó chị. Em có một cái code. Em có đúng một cái code, chị nào mà đựng tiền nhiều thì hút cái code này. Trời ơi, đủ má bỏ cục gạch vô, cầm cái bóp quất nó, quất vô cái mỏ nó. Code này 450 nha. Code này không phải da mà không phải là da. Da mịn giống như là hàng da này. Nhưng mà cốt này là nó là một cái chất gì á, Bichilicu gì á mấy chị đó, đại khái gì á. Cái này là cốt. Cốt này 450. Đó, bán mà riết tôi bán có Bichilicu là mình chỉ biết rồi đó. Rồi. Rồi, chúc mừng. Hôm nay Yên lại bị bán ế. Chúc mừng mấy chị, không sao. Nãy giờ mới lên liên Việt Nam xong nó cũng cân trời. Chúc đi lên tiếp cho. Trời, chúc đi 450, yên tâm. Bán chuyện này trước sau cũng đi làm mỹ. Lỡ ớ rồi. Để dành đám cưới. Ý là có thích không? Mang màu đó mới sang mà không chịu mang. Ông không thích là ông đưa tôi bán nha. Chứ không phải lấy xong rồi về để cảnh đâu. Rồi em xử lý quỷ chồng đi mấy chị. Rồi xóa cái bàn bán đi. Vô duyên quá. Rồi cho rồi mình xử vô duyên rồi trời. Rồi trời ơi là trời. Cho mang rồi còn bị chửi vô duyên quá trời. Rồi trời. Có một cái túi 600. Có một cái túi 600 nè. Kỳ Anh dễ thương lắm. Đẹp không? Ê, hơi bị độc và lạ. Là túi đeo chéo nhưng mà có chỗ đựng điện thoại thẳng vô luôn ha. Đây nè, có chỗ đựng điện thoại thẳng vô luôn nè. Nhưng mà hơi bị cưng. Nhưng mà phải đeo ngược lại. Đeo về điện thoại nó bị rớt. Ồ, tao nói mày dài trai ghê lắm rồi. Biết sao không, hàng si về mà hàng si nam á, là ông cái nào là nó không có cái thứ hai. Nó có cái thứ hai thì mình đâu có nói gì nè thì anh. Nó có cái thứ hai thì đâu có nói gì. Cái này là giống như là hàng da thịt đó chị. Hàng này từ những cái mình nhìn nó lạ lùng lắm chị Trà My Quỳnh. Nhìn rất là lạ. Lạ cực kỳ ha. Ở trong nè. Nãy giờ về túi đeo chéo nhiều lắm chị. Có một cái túi này màu bò này chị Trà My Quỳnh. 600 chị. Mấy
mấy cái túi này mà rẻ là không có đâu, hàng hàng này hàng sinh nhật. Túi này là chị Trà Mỹ Quỳnh em mong quá trời luôn. Nếu mà không bán được túi này là em để lại em dùng á. Đây, 600 da bò. Túi này 600 hàng độc. Hàng này là hàng sinh nhật mà mới 100% dùng từ hàng độc đó mấy chị. Túi này là em phải dùng từ hàng độc, ở trong nó đẹp quá trời luôn. Ở trong nó làm tầng tầng đẹp lắm mấy chị. Thì không biết có mang thì mang nha, mà cái quần tây còn không mang là bán nha, bán không kêu ổng mà mang giày, mà giày tây là ổng không có mang. Mình biết chứ không phải mình không biết, có điều mình thả thính vậy thôi. Nói vậy thôi chứ mình biết là ổng không có mang cái đôi này, mà rõ ràng trong cuộc đời có một đôi rồi mấy chị, là mới 100%. Hàng này là họ hàng Nhật đóng nè, hai túi đó 600, chị coi nè, size 40. Mấy chị coi nè, ổng không chịu mang giày tây chứ không phải là cái gì hết trơn á. Nè mấy chị, đôi 40 nè, không chịu mang giày tây, đôi này 650.000 nha. Không chịu mang giày tây chứ không phải gì hết. Lấy cái đen này đúng không chị? Cái này đúng không? Cái này ở trong cái làm cái ngăn đẹp đó. Trà Mỹ Quỳnh 600. Chứ không phải mà hàng mà tôi lựa không đẹp đâu, không có chuyện đó. Biết sao hôm nay chưa kịp ăn cơm, về lúc đâm đầu mới làm tốt mổ. Chưa kịp lên kính, để em lên kính với bóp nam cho mấy chị nha. Nhiều chưa kịp ăn cơm, tôi nói ham tiền sao mà ham. Có cái túi 450 hàng Ý nè. Em nói là có một cái túi 450 hàng Ý nè mấy chị tin không? Trời ơi, nó đẹp lạ lùng luôn mấy chị. Em nói thiệt á, em nói là túi này mà bé lùng về là nó sẽ lấy. Đôi này 650, size 40 vậy nè. Ổng không mang giày nè, ổng không mang giày mới nói gì tay hết chứ. Ổng mang giày này thì nói gì nữa với ổng. Thích màu đen cơ. Em thấy ổng thích màu đen cơ. Mã 8,
dính lên trụ điện luôn á. Mã 8 đi con má chị. Mã 8 300 super xịn. Còn một cái cuối cùng mã 9. Nhưng mà mấy chị ơi da mềm lắm. Da mà cầm cái bóp sướng luôn. Mã 9. Mã 9. Chốt cái mã 10 nè. Mã 10 màu hàng độc có một cái duy nhất trong cuộc đời. Mã 10 mấy chị. Mã 10. Đây. Bắt đầu hết cái rồi vậy. Mới quay lại chưa bán gì hết. Mới quay lại cái từ chốt mã 8 luôn. Cái này nè. Ngồi nó bị cấm không? Ừ. Đó, xong rồi đó, coi như là ngày hôm nay đi bán dâm luôn. Cái này lúc vô mã 8 nha, mã 8 bảy lấy rồi mấy chị. Mã 8 bảy lấy rồi. Giống yêu nguyệt không? Thiệt chứ, hỏi chị nghe bên đó nó sao làm cái gì, qua bên đó làm cho chị nghe cho rồi. Nuôi tốn quá tốn ơi. Ê, cái túi ý này đẹp lắm nha mấy chị. Cái túi ý này nó làm bằng một cái gì á, rất là đẹp. Ví đại bàng của chị Linh Hồi. Chị, ví đại bàng rất là đẹp nha chị. Nè em nghiêng ví cho chị coi là đại bàng này là đại bàng nổi nè. Đại bàng này là đại bàng nổi và rất là mềm, chị thấy không? Linh Hồi 300. Đó coi như bữa nay em bị. Trời ơi đầu lái giờ chốt 4 món lấy đôi vừa cái ví. Rồi xong đi em đỉ luôn. Nói tao quỷ là quỷ kêu. Đấy cái thương người ta đâu. Con càng chửi biết. Đó con càng chửi biết. Yêu nguyện. Anh đúng tiền luôn nguyện. Rồi bây giờ lên giày nha. Giày này bán cho mấy chị với giá là 300. Xin lỗi với mấy chị cho 300 đi kiếm đôi giày giống như bên Ý Yên không có đâu anh à. Rồi cái đôi này nó đẹp quá. Chắc là anh bữa anh lấy đó. Cái đôi này còn đẹp hơn cái đôi anh nữa. Thầy ơi đôi này 40 mấy chị ơi. Chết mẹ rồi. Coi đôi 40 nè. Mấy chị coi giùm em đôi 40 đôi này. Ha. À, coi mã 3. Mã 3 là mã đại bàng nổi đó chị. Khách lấy đại bàng nổi rồi. Chị ơi mã 3 khách lấy đại bàng nổi rồi. Bây giờ chỉ còn mã này nè. Mã Versace nè chị. Mã Versace nè. Chỉ có mã Versace. Em bỏ vô mã Versace thành mã 3 nè. Đó. Mã 3 đại bàng nổi khách lấy rồi chị. Đây nha mấy chị nha. Đôi này là mới 99,9%. Nhưng mà mấy chị biết tại sao không? Nó rất là êm. 300 ngàn đôi này size 40. Quá xuất sắc 300. Đôi này cực kỳ xuất sắc. Tiếp tục mấy chị. Đôi này size bao nhiêu? Đôi này hơi bị xuất sắc nè. Đôi này có hai miếng cục dây nè. Đôi này hơi bị xuất sắc. À, em coi lại túi ý. Dạ túi ý 400 rồi. Chị ơi túi ý là túi hàng độc đó chị. Tiếp ni đây nè. Chị ơi ở ngoài đây nó là một cái loại vải gì em không biết nữa. Nó là cái loại vải gì hả chị? Ở trong nè. Cái này chị bấm xuống ha. Cái này mở lên. Coi ở trong nè chị. Em nói hàng độc mà. Em nói hàng độc mà mấy chị không tin. À, ở trước đây rút dây nè. Em nói hàng độc túi ý mà mấy chị không tin. Túi này mấy chị đi ngoài đường hầu như không đụng hàng. Cho chị coi lại mã 4. Mã 4 là một cái mã Levi's đứng. Levi's đứng hàng si. Dạ 300 chị Hồng Diễm. Levi's đứng hàng si nha. Rồi để em coi túi này là size bao nhiêu. Đôi này là size bao nhiêu. Đôi này là size 40 nè. 40 mà chị nào 4 size 40 rưỡi vẫn mang được. Tại vì nó là hàng của châu Âu. Nó là thằng hàng của Euro. Nghe mấy chị nha. Đó. Đây. Rồi. Comment lên giùm em đôi mã 2. Đôi nam mã 2 mã xanh 40. Việt Nam 300 hết các chị. Việt Nam 300. Đây là cái mẫu mà em ưng rồi mấy chị à. Em nói thật sự luôn á. Mấy chị biết không, cái mẫu mà em ưng nhất nãy giờ là cái mẫu Eco. Lấy túi ý của Tuyết Ni 450 chứ. Chứ đi cái túi này ngoài đường không đụng hàng luôn á. Mà nó rất là chắc chắn, em nói thật sự luôn. Cái hàng ý nó khác cái hàng Việt Nam hoặc là cái hàng Quảng Châu hoặc là hàng Xuyên Nhật nó vậy á chị. Tuyết Ni inbox cho em địa chỉ kèm số ngồi đó. Mới cho ví đổi ví quăng cái ví ra nè. Tuyết Ni 450. Đó chuẩn bị xong rồi đó. Y dài. Tuyết Ni inbox em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Trời ơi hôm nay có cái đôi này dễ thương lắm mấy chị. Mà để em coi lại mang dừa không à. Mà nó dễ thương quá. Ôi mấy chị khỏi mang đi. Mã số 10 500. Nè em để cho ổng cái túi si đi từ cái thời mấy năm trời nè mấy chị. Mà còn tiền đâu. Nè em để cho ổng cái túi si
đi đi mấy năm trời mà mấy chị không, càng đi nó càng bóng nè. Đó giờ lấy túi kia vứt cái túi đi qua nè. Túi đó anh lần mấy chục triệu nha. Nè, túi này cực kỳ hot. Chị ơi, bán cho lấy lọc. Nè, nè, bán cho lấy lọc. Không để nó đi. Quỷ, để đi. Để bữa nào kiếm khách tặng. Có chị nào chân 30, có chị nào chân 38 không? Em có một đôi giày chân 38. Xem lại cho em cả. Thôi tặng cái viên bằng cửa đi không? Tặng đi. Cái viên bằng cửa mua hoài không tặng hoài vậy. Đôi này là 38 mới trong phần trăm 201. Cái này là hàng của Suy Nhật nghe mấy chị nha. Này, đôi này dễ thương không? Đôi này là size 38 201. Chị nào chốt 201 chốt lên giùm em 201. Cái thằng nãy giờ chị cho coi lại cái. Chị coi lại chị lấy cái. Cho coi lại chị lấy cái đi. Coi là túi nam à. Chị Hồng Diễm nghe em hút cái này nè. Hút cái thằng Eco này nè. Chị ơi, cái thằng Eco này là tất cả những cái viền này là viền dọc vô túi nha, không phải là viền may vô. Cái thứ hai nó là túi trơn, nhưng mà cái thứ ba nó rất là mềm. Chị lấy cái Eco này nè chị Diễm. Làm ơn nghe em lấy cái Eco đi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo từ cái túi Eco này. Nghe lời em đi chị. Đây là mấy chị, may in USA nè đấy. May in USA. Đó, may in USA. Ở túi nó đi 2 năm, 2 năm rưỡi rồi đã thấy huyền bằng cửa. Mà càng đi nó càng mềm, bỏ trong túi ngồi cửa nào nó cũng ok. Giờ xem nó bóng nha. Giờ sung sướng. Lấy em cái túi em ru. Ủa, túi em ru là túi gì? Càng xài càng bóng nghe thấy huyền bằng cửa. Chị ơi, chị Nini inbox địa chỉ số điện thoại chưa? Ê cô của Linh, à, lấy em cái túi em ru là túi gì? Đây là Linh Ngọc Trần nè. Linh Ngọc Trần 300. Chị thấy chốt cái túi mừng quá mà không biết cái túi im ru là cái túi gì hả chị à? Chị Nguyễn Tâm đôi giày 2138. Ồ bé nãy giờ đắt quá riêng thiệt luôn. Lấy cho con chị đó, yêu em coi được thì lấy. À lấy cho con chị, dạ ok.
Chị Nguyễn Diệu nè, chị Nguyễn Diệu còn bộ đồ nữa nha. Nguyễn Diệu Facebook ý yêu, 300 đô đây một hai. 300. Lựa cho con chị Diễm đúng không? Con chị Diễm nhiêu tuổi? Nói đi em lựa cho. Nói đi em lựa cho con chị Diễm cho. Con chị Diễm nhiêu tuổi? Em lấy cái vờ sáp này cho con chị Diễm nha. Đây, em lấy cái vờ sáp này nè. Được chưa? Ông Diễm cho coi giày 201 đi. Dạ bà nội, tại vì hôm nay về được có hai ba đôi à, không có ưng ý, không có lấy. Duyên à, em giao thích gì vô Sài Gòn đó chị tặng không luôn chứ lấy làm chi nữa. Nè, mấy chị thấy hàng bên Ý Yên không? Vừa độc mà vừa đẹp, có giày thể thao nữ. Đây là giày thể thao nữ nè chị Phương Rô. Cái này là hàng này là hàng hơi bị xịn luôn á. Em nói thiệt, hàng này là super xịn luôn á mấy chị nha. Đôi này đẹp không mấy chị? Dễ gì 300 mấy chị mua một đôi giày đẹp mà êm chân như vậy. Đôi này size 40. Đôi này size 40 nha mấy chị nha. Đôi này từ từ. Đôi này chị nào mà 40 hoặc 41 mang vừa đôi giày bạc này. Chị nào chốt giày bạc 300, chốt lên giùm em giày bạc 300. Mấy đôi này mấy chị mang lên là hơi bị xiềng luôn á mấy chị. Tại da ơi nó mệt quá, mệt chứ không. Để đôi này cho em nó đi trong nhà. Chưa bán được gì luôn. Nè, có một đôi búp bê đi công sở nè. Có đúng một đôi mày mới 99%. Đôi này mới 99% nha. 20 tuổi chốt rồi chứ. Chốt cái chị Hồng Diễm về Phúc Yên chưa? Cái đôi này mà chị nào khoảng cỡ, cái đôi này nè, chị nào mà khoảng cỡ 39 á là ok. À, lên túi đi chị không? Cái đôi búp bê này nè mấy chị đó. Dễ thương không mấy chị? Đôi này mà chị nào 39 là ok nha. Tại em 39 rưỡi em mặc vô hơi bó cái bút. Bút cái bó cái bút. Đây nè, đôi này là 39 rưỡi. Búp bê 39 rưỡi. 201. Dạ rồi, để em lên một tour nữa mấy chị. Ngày hôm nay em bán hết thì chờ em một chút. Chờ em một chút chị. Đẹp không mấy chị? Xuất sắc và xiềng luôn. Vừa xuất sắc mà vừa xiềng nha. Không, như cái đôi này là hơi bị xuất sắc không? Đôi này mà mấy chị mà ta nói, mấy chị mà mang đi thể thao hay đi bộ buổi sáng là mấy chị ghiền lắm.